ok hơn không? Ừ đúng rồi, hôm nay em cảm giác hay là do họng của em ấy. Cảm giác hôm nay nó cũng no good thật. Ok rồi. Đơn giản. Anh yêu em. Có vẻ do họng của em hôm nay nó cũng hơi ấy đấy. Vi ơi, mở comment đi Vi ơi, sợ ma quá. Anh chẳng thể.